báo hàng đầy cảm xúc khi huấn luyện viên Park Hang-seo và tuyển Việt Nam công bố chia tay. Truyền thông xứ Kim Chi đồng loạt nói về 5 năm đầy kỳ diệu, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam, trước khi lương duyên khép lại sau AFF Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Park Hang-seo, trong ngày 17 tháng 10 thông báo đạt thỏa thuận, không ký mới khi đôi bên hết hợp đồng vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, tờ Du Nháp cập nhật về cuộc gặp giữa đôi bên tờ này cung cấp thêm thông tin cho độc giả của mình. Ông Park sẽ chỉ dẫn dắt tuyển Việt Nam hết AFF Cup 2022, giải đấu được khởi tranh vào ngày 20 tháng 12. Vào tháng 10 năm 2017, huấn luyện viên Park cùng bóng đá Việt Nam bắt đầu mối lương duyên. Ông đã cầm quân cả tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, tạo nên những thành tích đáng nể với cơn sốt mang tên phép thuật Park Hang Seo. Trong 5 năm cùng bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân này đã mang về cho tuyển Việt Nam, chức vô địch AFF Cup 2018 lần đầu tiên sau 10 năm. Ông cũng đưa đội tuyến quốc gia nước này lọt vào vòng loại cuối cùng, khu vực châu Á World Cup 2022 tại Qatar. Ông cũng giúp bóng đá Việt Nam duy trì trong top 100 FIFA, bắt đầu từ ngày 19 tháng 11 năm 2018 cho đến hiện tại, đang vị trí thứ 96. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất giữ được vị trí trong top 100 trong thời gian dài như vậy. Ông Thác còn lập công lớn khi cùng U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên trong 60 năm. Và tiếp tục bảo vệ thành công ở kỳ đại hội sau đó, hay danh hiệu Á quân U23 châu Á 2018 gây sốt. Kể từ năm ngoái, huấn luyện viên Thác chỉ còn dẫn dắt tuyển Việt Nam, giao lại U23 Việt Nam cho huấn luyện viên Gong oh Giun. Sport Chosun cũng cập nhật nóng thông tin, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thôi dẫn dắt tuyển Việt Nam sau AFF CUP 2022, sau 5 năm tươi đẹp cùng nhau. Tờ này nhấn mạnh, con đường mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam bước đi là lịch sử và đi kèm đó là những thành tích và danh hiệu ông mang về cho tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Chosun cũng trích những lời phát biểu từ đáy lòng của huấn luyện viên Park Hang-seo cho lương duyên 5 năm mà như ông từng nói. Việt Nam đã giúp ông tái sinh với những tình cảm, kỷ niệm không thể nào quên. Trong khi đó, Mi Daily viết, huấn luyện viên Park Hang Seo khép lại 5 năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Trận đấu cuối cùng ông dẫn dắt tuyển Việt Nam sẽ là tại AFF Cup diễn ra vào tháng 12 tới đây. Daily Sport Hancock, Herai Media, Sport Korea, Hankyung đều đồng loạt đăng tải thông tin, kèm những chiến tích danh hiệu và cả mối quan hệ tốt đẹp bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo trong vòng 5 năm qua. Và tuy có sự bùi ngùi lẫn cảm xúc với một ông Park đã làm nên cơn sốt ở Việt Nam, nhưng có lẽ truyền thông xứ Kim Chi cũng đều cảm thấy việc dừng lại là phù hợp. Như chính người trong cuộc lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.